lại nữa thiện hiện Sắc chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng không gì sánh bằng. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng không gì sánh bằng. Này thiện hiện, nhãn xứ chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng không gì sánh bằng. Nhĩ tí thể thân ý xứ cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng không gì sánh bằng Này thiện hiện, sắc xứ chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, nhãn giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, nhĩ giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng đường, không có số lượng không gì sánh bằng. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra, cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng đường, không có số lượng không gì sánh bằng. Này thiện hiện, tỷ giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng này thiện hiện thiệt giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xương lường không có số lượng không gì sánh bằng vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xương lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện thân giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xương lường không có số lượng không gì sánh bằng xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện ý giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường, không có số lượng không gì sánh bằng pháp giới ý thức giới và ý xúc Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Này thiện hiện, địa giới chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng này thiện hiện vô minh chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xương lường không có số lượng không gì sánh bằng hành thức danh sắc đục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng này thiện hiện bố thí ba la mật đa chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể an lập tánh chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng